Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dương Mịch thua chiều lời dịnh khi đóng phim chuyển thể của Cố Mạn. Chắc các bạn cũng biết, Cố Mạn trước nay vẫn luôn được coi là cây bút vàng si bít vì những bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của cô đều gặt hái thành công vang dội. Quần chúng thích ăn dưa phát hiện hay mỹ nhân 8X đình đám nhất của showbiz hoa ngữ là Triều Lê Dịn và Dương Mịch đều từng thử sức với phim chuyển thể của Cố Mạn, nhưng kết quả lại khác nhau một trời một vực đó. Hãy cùng mình tìm hiểu xem sao nhé. Triều Lê Dịn với Sam Sam đến rồi. Triều Lê Dịn từng gây bạo trên màn ảnh hoa ngữ khi hợp tác với Trương Hàn trong bộ phim Sam Sam đến rồi, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Đây cũng là tác phẩm khiến mình chú ý và biết đến nữ hoàng rất tinh si biết đó. Chẳng hề quá lời khi nói Sam Sam đến rồi là đòn bẩy quan trọng giúp Triều Lê Dịnh bật lên trong sự nghiệp và được khán giả yêu mến, quan tâm, được các đạo diện đình đám để mắt tới. Đi theo mô típ lọ lem, tổng tài, Sam Sam đến rồi nhận vô số lời khen với dàn diễn viên chuẩn chỉnh như xe, sách bước ra, trong đó Triều Lê Dịnh cứ như được sinh ra, để vào vai cô nàng tiếp Sam Sam ngốc bạch. Trong đó, nữ chính Triều Lê Dịnh cứ như được sinh ra để vào vai cô nàng tiết sam sam, ngốc bạch ngọt hầu ăn nhưng cũng chẳng kém phân dễ thương vậy. Phản ứng hóa học của cặp đôi diễn viên chính thì phải nói là định chấp luôn, khiến khán giả chèo thuyền nhiệt tình. Đây cũng là nguyên nhân khiến bộ phim Sam Sam đến rồi, gặt hái thành công vang dội và được chấm mức điểm khá cao, những 7,5 điểm trên trang đầu ban đó. Dương Mịch với bên nhau chọn đời bản điển ảnh. Trong khi phim của Triều Lê Dịnh là mưa làm gió trên màn ảnh, thì Dương Mịch lại chẳng được thành công lắm khi vào vai nữ chính trong phim Bên nhau Chọn đời bạn điển ảnh. Cứ nhìn vào mức điểm đầu ban chỉ vọn vẹn 3,8 điểm của bộ phim này, bạn sẽ rõ ngay thôi nè. Trên lệch quá là nhiều so với phim của Triều Lê Dịnh đúng không nào? Về nguyên nhân vì sao bên nhau chọn đời Bạn điện ảnh lại flop như vậy, thì đầu tiên chúng ta phải nói tới vấn đề diễn viên không hợp vai. Trong khi nữ chính triệu mặc xanh trong tiểu thuyết của Cố Mạn là một cô gái trẻ trung, phong cách phong khoáng, tính cách gần gũi, thì mỹ nhân tam sinh tam thế lại khiến mình ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, với hình tượng kiêu kỳ, sang chảnh và hơi pheo khi cố cưa sừng. À còn một yếu tố khiến mình chẳng thích tẹo nào là mái tóc giả như hàng tao bao mà người đẹp sử dụng trong phim nữa nhé. Thêm vào đó diện xuất của cặp đôi Dương Mịch, Huỳnh Hiệu Minh trong bên nhau trọn đời chưa thể khiến mình hài lòng. Phản ứng hóa học của cặp đôi cũng không được tốt cho lắm, nhìn khá là lạc quẻ bên nhau. Đây là lý do khiến bộ phim bên nhau chọn đời bản điển ảnh rơi vào tình cảnh flop dập mặt, nhất là khi trước đó đã có phiên bản truyền hình quá đội thành công do Đường Yên, Trung Hán Lương thể hiện. Trước tiên mình phải khẳng định rằng, cả hai cuốn tiểu thuyết của Cố Mạn là San Sam đến rồi và bên nhau chọn đời đều vô cùng cuốn hút và có lượng fan nguyên tắc đông đảo. Chắc chẳng ai ngờ được là khi chuyển thể trên màn ảnh, phim của Triều Lê Dịn và Dương Mịch lại có cái kết khác nhau một trời một vực như vậy. Tóm lại một câu, trong cuộc đua hòa thân thành nữ chính trong phim truyện thể của Cố Mạn thì Triệu lời Diện đã giành chiến thắng áp đảo trước Dương Mịch rồi. Mình hy vọng là nếu trong tương lai có cơ hội tiếp tục hợp tác với vị tác giả tài năng này, nữ diễn viên tam sinh tam thế sẽ tiến bộ và thành công hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.